Đây, bây giờ là 11 giờ rồi mà dậy đây. Chui vô đây trốn chơi trời. Dỡ ghế ra chui vô vậy hả? 11 giờ rồi, đi ngủ. Trời ơi, trời, đi ra ngủ cho anh ngủ chứ. Cười, cười, cười. Cười, cười, cười. 11 giờ rồi. Trời ơi, đi ngủ. Phá quá, phá quá. Ngủ cho anh ngủ, mai anh đi học. Trời ơi. Quậy quá. Quậy nhất nhà, nhỏ nhất nhà, quậy nhất nhà luôn. Hồi đi ngủ nha.